Mua xe máy điện hay là thay ắc quy cũ cho xe điện thì bạn nhất thiết nên dùng sang dòng ắc quy của Thiên Năng nha. Lý do và tại sao chúng ta lại phải sử dụng dòng ắc quy này thì qua video này mình sẽ nói đầy đủ và chi tiết cho các bạn. Để nói về Thiên Năng thì đây là một tập đoàn rất lớn mang thương hiệu toàn cầu. Và tập đoàn này đã ra đời năm 1986 tại Trung Quốc. Và bây giờ thì Thiên Năng không chỉ sản xuất mỗi ắc quy dành cho xe máy điện mà còn sản xuất sang cả pin lithium cũng như là pin lithium ion. Và đấy là những cái năng lượng xanh, một trong những cái công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay về năng lượng nha các bạn. Bên này là những bình ắc quy dành cho xe điện, xe đạp điện loại nhỏ. Ví dụ như bạn lắp bình ắc quy dành cho xe 133 này, xe đạp điện thì bạn có thể sử dụng sang bình ắc quy loại nhỏ này. Còn bên này là sử dụng dòng cho ắc quy loại to, ví dụ như xe X-Men này, xe điện 3 bánh này, xe Vespa này và những dòng xe máy điện là những dòng to thì chúng ta sẽ sử dụng sang dòng ắc quy to này, có thể là 4 bình hoặc là 5 bình. Thì đối với Thiên Năng ấy, nó là một trong những cái dòng ắc quy có tuổi thọ cao nhất, trữ được nhiều năng lượng nhất, an toàn nhất và là một trong những hãng ắc quy có cái công nghệ tiên tiến nhất. Graphene là một loại vật liệu siêu mỏng, nhẹ nhưng cực kỳ là bền nha các bạn. Nó có cấu trúc nguyên tử carbon được sắp xếp thành một mạng lưới lục giác dày chỉ bằng một lớp nguyên tử. Khi mà nó được ứng dụng trong ắc quy, đặc biệt là ắc quy lithium ion hoặc là các loại ắc quy tiên tiến hiện nay thì graphene nó sẽ mang lại nhiều ưu điểm vượt trội nha. Đầu tiên là tăng hiệu suất sạc nhanh. Vật liệu graphene có tính dẫn điện rất cao, do vậy khi dòng điện đi qua nó sẽ đi rất là nhanh. Khi mà ứng dụng trong ắc quy thì nó cho phép dòng điện đi nhanh hơn và thời gian sạc chắc chắn là sẽ rút ngắn hơn so với vật liệu thông thường. Điều thứ hai đó chính là tuổi thọ cao hơn. Graphene có thể chịu được nhiều chu kỳ sạc xả hơn mà không làm cho ắc quy bị xuống cấp. Do vậy, tuổi thọ của ắc quy Thiên Năng chắc chắn sẽ được kéo dài hơn và giúp bạn sẽ không phải thay ắc quy nhiều lần. Hiệu quả là bình ắc quy Thiên Năng sử dụng vật liệu graphene có tuổi thọ cao gấp 2 cho đến 3 lần so với ắc quy thông thường. Điều thứ ba là ắc quy Thiên Năng có thể lưu trữ được năng lượng lớn hơn. Điều này thì nhờ vào việc graphene có cái mật độ điện tích lớn hơn ở cùng một không gian, cho phép nó lưu trữ được nhiều năng lượng hơn, giúp bình có nhiều điện hơn và xe của bạn sẽ đi được dài hơn. Điều thứ tư là graphene có cái độ tản nhiệt rất là tốt. Và nếu như bình ắc quy của bạn đang sạc hay đang chạy xe thì nó sẽ chịu được nhiệt độ tốt hơn khi mà nó tản nhiệt tốt hơn, giúp cho quá trình sạc điện hay là chạy xe được an toàn hơn, giảm được nguy cơ cháy nổ khi mà bình ắc quy tăng cao nhiệt độ. Điều thứ năm là vật liệu graphene có trọng lượng nhẹ hơn và mỏng hơn so với các vật liệu thông thường, giúp cho trọng lượng của một bình ắc quy nó sẽ nhẹ hơn. Và cuối cùng là điều thứ sáu, vật liệu graphene có tính thân thiện với môi trường hơn, dễ tái chế hơn và an toàn hơn so với các dòng ắc quy thông thường trên thị trường. Như vậy, với 6 cái ưu điểm như thế này giúp cho bình ắc quy Thiên Năng luôn luôn đứng ở vị trí số 1 về chất lượng, độ an toàn, năng lượng tiêu thụ và quãng đường di chuyển được. Và mức giá của nó thì cũng không hề quá đắt so với những cái dòng ắc quy thông thường. Với 4 bộ nhỏ này, bên mình đang có giá chỉ là 1.400.000. Còn đối với bộ 5 bình ắc quy to này thì giá nó chỉ có 2,5 triệu. Nếu như bạn thay 4 bình thì giá nó chỉ có 2 triệu đồng mà thôi. Chưa hết đâu nha, bình ắc quy Thiên Năng này là dòng bình ắc quy chính hãng, do vậy sẽ được bảo hành lên tới 18 tháng. Đây là quãng thời gian bảo hành dài nhất trên thị trường bây giờ, 18 tháng so với các mức 12 tháng thông thường mà các bên đang bán. Nếu như bạn đang có nhu cầu thay thế bình ắc quy hay là mua mới bình ắc quy thì đừng bỏ qua ắc quy Thiên Năng số 1 trên thị trường hiện nay nha. Cảm ơn các bạn.